Rồi chào anh em ha. Như đầu clip thì mình cũng nói sơ về cái thuốc sắc thái bên mình. Thì anh em có theo dõi mình đã biết mình bán cái loại thuốc đó là 4 năm nay. Thì mình cũng có kết hợp vô với cái chai Superin. Mà nó biết tiếng Anh, nói chung mình đọc cái tên tự mình đặt vậy thôi. Superin nhưng mà mình đọc Superin vậy đó. Thì hai cái loại này á anh em muốn xen kẽ hay là sáng uống chiều cái kia chung cũng được, nhưng mà đặc biệt là thuốc này á, là anh em sử dụng phải cho con gà anh ăn nhiều chứ không theo cử mà chế độ bình thường, tại thuốc này thuốc nuôi cơ, nó kích thích cơ thì anh em phải cho con gà nó ăn thì càng nhiều, cũng nhiều ngày 2 cử thì phải cho ăn 3 cử, ăn nhiều hơn bình thường nha, cho con gà nó đủ cái đủ thức ăn, lượng thức ăn mà đã nuôi cơ bắp của nó vậy đó. Chuối thì đất nuôi gà nói chung là cái chuối là cái chủ lực, tại vì chuối vi chuối xiêm nó cũng là vitamin rất là cao, và cà chua cung cấp nước cho gà rất là tốt, và nó canxi vitamin đầy trong đó hết, hai cái loại này nuôi gà là không thể thiếu ha. Cũng như màu hiện thì mình đây mình nuôi ít vô màu lắm, nói chung là mình chỉ là chuối với cà thôi, mà chuối là chủ lực, chuối xiêm là chủ lực á. Thì cái loại thuốc nuôi của mình kết hợp như vậy, cũng như là anh em không uống như vậy thì anh em xen kẽ, cũng như bữa nay nhỏ hút thì ngày mai uống hút viên. Thì hai cái loại thuốc đó thì mình nói với anh em là đầu tiên là như sáng anh em gà tre thì 2 giọt trong nồi 4 giọt, cũng như sáng anh em lau tắm rửa thì anh em nhỏ nó nha, nhỏ rồi gà tre 2 giọt trong nồi 4 giọt nhỏ xong rồi anh em phơi, phơi nắng tắm rửa nó xong cái anh em cho ăn, nó kích thích con gà nó ăn, nó tiêu nó ăn rất là dữ nha. Rồi thì chiều thì anh em cho nó uống viên sắc thái, không mấy là qua ngày mai xen kẽ cách ngày, anh em xen kẽ bữa nay uống thuốc nhỏ ngày mai uống thuốc viên đó, thì cái nào nói chung nó cũng rất là tốt hết, nhưng mà đặc biệt phải cho ăn nhiều, tại vì thuốc thuốc mà nuôi cơ là phải ăn nhiều, cũng như anh em tập thuốc mà nó cái thuốc cái cách nuôi gà, cái bất cứ cái thuốc nào cũng vậy, nó cũng công dụng, nó giống hệt như là cái vô phòng tập tạ đi, anh em uống thuốc uống sữa và uống cái loại thuốc bột của người ta thì nó những cái loại đó là loại nuôi cơ bắp, kích thích cơ bắp, thì nó phải làm gì, nó sẽ làm cho anh em đói, anh em ăn ăn nhiều vô, ăn càng nhiều thì anh em mới nở cơ lên được đó. Thì cái những cái thuốc đó thì nó cũng như y như mình nuôi một con gà vậy thôi, cái công thức của cái thuốc là vậy, chứ không phải là ăn một con chế độ nhiều nhiều đó, nhưng mà thuốc này là nó không có mỡ, anh hiểu không, nó không có mỡ, nó không có làm cho anh gà anh em mập, chứ anh em đừng có sợ, anh em càng nuôi thì con gà nó càng chắc lên hơn, càng lên một cục lại săn lại chân chắc, nhưng mà ký nó sẽ lên một một gam 2 gam vậy thôi, không vấn đề, nhưng mà con gà này nó săn chắc lại hết, nó vô một cục vậy nè, thì ăn uống đầy đủ vô thì con gà nó sẽ bóng đẹp, nó mau hơn đó, thuốc của mình là như vậy, thì cái sức của nó sẽ trụ được cái sức trên 90 rất là tốt nha. Đó là mà đầu bếp mình nói về sơ về cái thuốc bên mình bán những loại thuốc đó, đó. Thuốc chất thái thì bên mình thì 3.500 đồng một ca, 500 đồng một viên chứ, là 3.500 đồng một viên, còn mình giao dịch từ 50 viên trở lên mình mới gửi bưu điện được, mình gửi anh em mình gửi vào được bưu điện thì 50 viên 100 viên là mình không có bao phí ship, còn mà từ 150 viên trở lên á thì mình bao phí ship cho anh em nha. Còn cái mà cái chai Superin của mình á, nó là từ mình đặt cái tiếng Anh mình dốt lắm, thì cái chai đó của mình á thì là 100k một chai đó. Thì cách mà mình nuôi cho con gà mình nó nở, con gà nuôi mấy con gà dưới nó lên cái ngực nó bành kỳ đã lắm mà cho ăn, chứ anh em á, thường anh em nuôi thuốc mà anh em xài thuốc mà cái anh em ít cho ăn không có chế độ, anh chế độ nhiều nhiều, nhưng mà thuốc đã mình nuôi thuốc là mình cho nó ăn nhiều hơn chút, giấc trưa cho ăn, chiều cho ăn, sáng cho ăn ha, cái công công dụng của thuốc là phải như vậy đó, nó mới tạo một cái nền nền săn chắc cho con gà, nó săn chắc lên, nó nở con gà anh em kia lên, dạ là con gà nó sẽ bỏng, chứ gà mà anh em như nuôi không có nuôi, anh em cứ đi làm cái anh em cứ bỏ vô uống như vậy không, cái cho ăn có miếng vậy, chiều cho ăn miếng gì
nó không đủ chắc, nó không kích thích cơ bắp được, thì con gà anh em nó sẽ hơi bị ốm, hiểu không? Tại vì nó tạo cân đối mà cái nó kích thích mà con gà anh em không cho ăn với không có uống đầy đủ thì nó đâu có lên. Cũng như anh em vô phòng tập tạ, anh em muốn tập cho bự lên thì anh em phải uống sữa, uống đồ của người ta bán cho anh em kích thích cơ, thì anh em sẽ uống và anh em sẽ phải ăn thiệt là nhiều vô anh em mới tập, nó mới săn cái đầu cơ anh em mới nở lên từ 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 đó. Thì nuôi con gà cũng vậy đó. Thì mình đã sơ lược về cái đầu clip là thuốc của bên mình bán đó, giờ nó vậy đó. Còn anh em hỏi gì cái nuôi con gà sao mà cho nó tốt bo, thì mình nói với anh em nó clip nào mình cũng nói vậy, mỗi người mỗi cách nuôi, nuôi càng đơn giản thì con gà anh em nó sẽ càng tốt, chứ không phải là cũng như mình nói chuyện đơn giản như anh em à. Anh em vô đi chạy bộ, tập chạy bộ rồi cũng như ta tập chạy từ từ á, một cây số ta mới chạy được cây số rưỡi, hai cây số tập từ từ nó mới lên. Còn anh em chưa cho mấy anh chạy hai ba cây số, chạy xong cái cơ cứ ngắt nó sổ cơ, nó chai cơ luôn, chạy riết nó đâu có quen, nó hành ra mệt con gà đừ đừ cái cơ thể mình, đừ cơ thể mình. Giờ anh em vô tập tạ cũng vậy, tập như mới đầu thì 5 kg mới lên 8 kg 10 kg cho lên từ từ. Còn em vô anh em thấy người ta đập là trời, cái đập như hiệu cái vô đẩy 20-30 cái xong rồi mới nghỉ luôn. Cái nào cũng vậy, nó từ lớp 1 nó mới tới lớp 12, cũng như nuôi gà cũng vậy. Anh em đừng có làm quá sức con gà, con gà nó sẽ bị, nó khác hơn cái là quá thì nó không tốt. Cái nào đơn giản chút thì con gà nó sẽ tốt. Cũng như anh em nuôi, nếu anh em chấp nhận nuôi, nuôi trong chuồng thả con gà giống luôn thì thả luôn đó, nào mình gần chơi mình đập bậu lại ngày qua ba mình chơi được. Còn anh em nuôi cái chế độ của anh em á, mỗi người nhiều cách nuôi lắm anh em. Trời ơi, cho chạy chuồng, cho chạy vòng lòng chạy nè, chạy cái lòng bánh xe đó, chạy lòng vòng vòng vòng, anh em chơi cái băng tải đủ hướng trên. Rồi anh em nói chung là chạy xong vậy mà con gà anh em nó tốt không mới vấn đề. Càng làm anh em nuôi càng đơn giản á, như là nếu mà sáng buổi sáng anh em cho chạy bộ nha, nếu chạy bộ con trong con ngoài thì cho chạy chừng 5 phút thôi là con gà anh em nó đờ mau lắm, cách ngày chạy ngày vậy 5 phút thôi. Còn vô cái chuồng chạy cho hai con mà vô chuồng chạy nó chạy, nếu mà hai con nó sung mà nó chạy liên tục chạy 5 phút thôi bắt ra, không cần nhiều, bắt ra đầu nhấp dài chân cứ đừng lễ chứ, hay bắt ra con dài nhấp dài chân như năm thước chân như đó, cái đầu lao vô hang lao cái tắm phơi xong cái giờ cho ăn là mới có 7 giờ. Mà con nào cũng vậy, anh em đừng có làm như là cái đó là cách của mình nha, mình chỉ đưa lên cho đây cho anh em tham khảo thôi. Còn anh em muốn nuôi như thế nào anh em nuôi đó, mình nuôi vậy đó. Còn ăn uống á, ăn uống thì tùy theo con gà, ốm cho ăn nhiều, mập cho ăn ít lại chút đó. Có là này cách mình nuôi bình thường nha, không có thuốc của mình nha, không có thuốc. Còn nuôi thuốc của mình là cho con gà ăn liên tục luôn đó, cái đó cách của mình nuôi cái thuốc của mình. Còn anh em nuôi chế độ của anh em mà bình thường mình nói gì đó, chứ không phải con nào cũng như cho nó ăn nhiều vậy đó. Còn gà nó không có lên, con gà nó ốm mà nó bự nữa, còn nó ăn có chú cẩu phần nó như cái chai thịt tiên cắt giặt miếng cái anh cho nó ăn như đó. Rồi nhiều khi anh em tính gam, căng gam bao nhiêu gam đủ thứ đó. Đó thì mình nuôi đơn giản lắm, như ngày mình làm vậy thôi, phơi nắng rồi sáng thì phơi nửa tiếng rồi xong, giấc trưa thì nói chung càng nắng càng gắt đi anh em phơi càng ít lại càng mau lại, chứ phơi mà cho lúng xuống cho lâu nó hả hỏng nó hóc gì á. Cái hả hỏng hóc gì không phải nó quen đâu, nó khô con gà nó mắc nước, cái nhất cái hai là con gà anh em nó bị gãy lông, hư lông hết, tại vì nắng nóng quá khô quá lông sẽ hư, nó không có bóng con gà, phơi nắng lâu quá con gà không có bóng. Đó. Còn chế độ tấu thì anh em cho uống nước đêm ha, anh em xiên thì cho uống nước đêm ít dài, nói chung nuôi gà mà càng ít á, 4-5 con trở lại nuôi rất là tốt luôn, cực kỳ tốt, tại vì dễ chăm sóc, dễ lo, dễ nuôi. Còn nuôi nhiều quá thì nó hơi khó một chút đó. Còn giấc trưa còn ăn màu vậy, nói chung ngồi màng thì nói chung là nãy mình nói rồi,
chuối xiêm và cà chua là không thể thiếu trong cái con gà. Hai cái thứ đó, hai cái trái đó là quả đó là nó tốt nhất cho gà. Còn mọi màng chỉ cho thịt bò thôi, là vài lát vậy thôi, cách ngày cho ăn vài lát, cách ngày cho ăn vài lát, một ngày cho ăn lát cũng được, nó cho chất sắt. Nó thì rau quả, rau thì cỏ này bắp nó cho gà nó ăn đủ rồi, bình thường. Đó nuôi gà này mấy không? Có đơn giản không? Đó là dành cho những cái mà như anh em đi làm đó, không có ở không nuôi á, cũng nuôi đơn giản như sáng anh em ra súc miệng xong anh em cứ bắt con gà ra, cái anh em cho chấp bậu cho nó chạy vòng vòng, cái anh em bắt lại anh em phơi nắng lao vô hang nó xong, cái anh em phơi nắng cái xíu nửa tiếng rồi anh em vô anh em ăn sáng, cái anh em hơi gà cái anh em đi làm đúng không, cho ăn xong rồi để cho chuẩn bị đi làm để vô gà vô cho nó ăn lúa ăn đồ cái rồi đi làm như đó thôi. Ôi nếu con này về giấc chưa được thì anh em cho giữa trưa mồi màng chuối rồi đó ăn vô. Tại vì sao mình đi cho ăn mọi nhất trưa, thường cho nhất trưa là nó tại ăn cho ăn sáng là tới trưa là đường cử, tới sáng là nó hết cử rồi tới trưa là cử nữa rồi, lại lúc đó con gà nó đang đói mình cho ăn mồi sống mồi gì nó cũng rất là dễ tiêu. Đó thì nói chung nuôi gà mình nó sướng nó không sướng, mà nó cực thì nó không cực, mà nói chung nuôi gà nó cực cái tại vì trong cái môn gà này không có kêu từ cực được, cực mà nó vui, cái đam mê mà không có là không được. Nói chung về mà đi làm thấy cái bộ không hay là nó thấy sao sao rồi. Vậy có con gà gì mà tắm dịu dẻ gì mà về cái nó không quên cái mệt thì tại đó mình đi làm vậy mình mong mong tới giờ về lắm, bởi vì đam mê gà nó cực lắm, trời ơi mong tới giờ về, tới giờ về mau lắm, chuẩn gì làm gì chạy gì là giết giết lại em gì bắt gà ra lao tắm xong rồi vô mới ăn, ăn xong cái bỏ gà vô cái xong cái vô ăn cái đi làm đó. Nó phức tạp lắm. Nói với anh em á, con gà một con gà hay á không phải là cho để trong cái bụi, không phải là trong cái chuồng bự chuồng đẹp là con gà hay, để cho một cái bụi đơn giản, nhưng mà mỗi người mỗi một cách nuôi khác, điều kiện ai có thì em muốn làm cho giữ đó, muốn làm gì làm, nói chung ai có điều kiện phải làm cho nó sang trọng lên nhìn cho nó mát mắt đúng không, nhưng mà đừng bao giờ khinh thường những cái bụi gà nha. Đó vậy chứ mình nói cho anh em hiểu đó, đừng có bao giờ khinh thường những cái bộ gà, chứ đừng thấy cái chuồng bự khinh dễ mấy cái bộ gà nha. Con gà hay á là nó không phải đánh giá một cái chuồng cái bội cho anh em biết, thì tại vì mỗi người bây giờ nó lên mạng nhiều chia sẻ rất là nhiều luôn, tôi nuôi như vậy tôi nuôi như vậy bắt chước theo đủ hết trơn, thì miễn có cái clip cho quay lên cho anh xem là được xem là nhiều là anh em phái đam, tại vì cái đặc biệt của anh em á là bị về cái gì ngay cái gì mà tăng bo tăng lực lên là nuôi cách nuôi dạy tới bên là anh em phải xem hết, cái lượt xem nó rất là nhiều rất là cao. Giống như bây giờ mỗi người mỗi cái làm rồi tôi làm vậy đó, nhưng mà anh em nhìn làm một con gà thôi, giảm con gà dục lên dục xuống không mà một con nha, con gà mà nó mệt á là cái người làm tập cho con gà là muốn xỉu luôn rồi, là mới có một con gà đó 12 con 30 con mà tập như vậy không chắc đi đi đi, đi hỏi oxy luôn á. Không mình nói với anh em nhé, như cầm gà dục lên xuống dục lên dục xuống dục lên xuống thì con gà nó chưa mệt là mình đời heo rồi, chứ đừng nói mà nuôi nuôi nhiều con gà, thì chỉ là một cái động lực cho anh em xem cái clip có lượt xem nhiều thôi. Nếu như bây giờ tôi làm gì cũng được thì tôi ẵm gà tôi làm vậy, ai lượt xem tôi để lên cái clip vậy ai cũng được xem, nhưng mà hỏi gì con gà nó tốt hay không á, nó đơn giản. Bà nói nuôi gà càng đơn giản là nó càng tốt, chứ không phải mà làm tập con gà đủ. Tôi muốn anh em hiểu lầm gì con gà là cái sao tập như vậy cho nó chạy 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 cho nó chuồng chạy vậy đó, cho chuồng bay cho nó chuồng quay vô bánh xe thì nó chạy càng nhiều thì con gà tôi nó rất là dữ sự ra, không phải nó chạy cơ luôn. Nói mình nói với anh em là con gà tre và con gà Việt của mình không có đeo tạ được, tại vì con gà đòn nó mới đeo tạ, tại con gà đòn cái hơi lực nó khác, bóc mình nó lực nó khác, con gà nó xài bằng đòn nó cần cái độ bền
còn con gà mình nó là tỷ lệ nó xài bằng cựa luôn, mà đu nó không có giống như nhau được, để cái thể trạng, cái thể loại cơ bắp mình nó không có giống nhau, bởi nuôi tạ không có được. Mình đâu có khi nào mình nói về clip nuôi tạ đâu, mình đâu có nào mình kêu anh em nuôi tạ chứ không nuôi. Cái đó chất quá à, ai cũng làm như dữ lắm, tới giờ đi đấu cũng vô thuốc à, vô thuốc đá là đi đấu chứ đâu có ai tốt lành vậy. Nuôi tôi nuôi gà cho nên đi đấu nó không có, 10 người được có người không không chơi thuốc à. Mình nói thiệt, mình đi đấu mình cũng chơi thuốc vậy, mình cũng xài thuốc nhỏ cũng thuốc chích nữa, không có chơi đâu lại người ta. Nó mình nói cho anh em hiểu, giờ là cái nuôi với nuôi con gà cho nó lên cơ, lên bắp mình đâu bắt đầu tốt con gà rồi mình mới vô đồ mình chơi được, mình hiểu không? Đó là mình nói cái thực tế luôn chứ không có cái nào mà nó dòng do. Thực tế bây giờ 10 người ra ngoài cái chơi không lại ta, cái còn bị chửi nữa, không em biết mua thuốc mà chơi đó, thấy chưa? Chơi gà bây giờ ai giờ ai cũng vậy trên, chứ không phải là nó nuôi như thế vậy đó, nuôi cực vậy chứ giờ đi chơi cũng đu đưa hàng vô. Hồi lấy mình nói tới vô tới đây anh em cũng chào anh em nha.